Xin chào tất cả các bạn và các em học sinh. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và các em học sinh. Cảm ơn tất cả các bạn và các em học sinh đã quan tâm theo dõi, ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Các em học sinh lớp 7 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 2, cộng trừ nhân chia số hữu tỉ trong sách Toán cánh diều nha các em. Ta đi vào bài học. Đèo Hải Vân là một cung đường hiểm trở trên tuyến giao thông xuyên suốt Việt Nam. Để thuận lợi cho việc đi lại, người ta đã xây dựng hầm đường bộ xuyên đèo Hải Vân. Đèo Hải Vân có chiều dài 6,28 km và bằng 157 phần 500 độ dài của đèo Hải Vân. Độ dài của đèo Hải Vân là bao nhiêu km? Như vậy, đèo Hải Vân dài 500 thì đường hầm nó chỉ dài 157. Như vậy, cái đèo Hải Vân nó sẽ dài hơn cái hầm này rất là nhiều. Như vậy, đối với bài này ta phải lấy 6,28 ta chia cho 157 phần 500. Như vậy nó sẽ bằng 20 km. Vậy cái đèo Hải Vân nó dài là 20 km. Để qua phần thứ nhất, cộng trừ hai số hữu tỉ, quy tắc chuyển vế. Thực hiện các phép tính sau. Câu A, trừ 2 phần 5 cộng 3 phần 7. Như vậy, ta làm hoạt động 1 là câu A, trừ 2 phần 5 cộng 3 phần 7. Mẫu chung đây là 3 nhân 7, 5 nhân 7, 5 nhân 7 35, đây mình nhân cho 7, 7 2 14, trừ 2, 7 nhân 2 là 14, nhân 5, 5 3 15, 7 nhân 5 là 35. Như vậy bằng trừ 14 cộng 15 là bằng 1 phần 35. Ta sang câu B. 0,123 trừ đi 0,234 sẽ bằng, mình lấy số lớn mình trừ cho số nhỏ, nhưng mình phải có dấu trừ phía trước. Nếu các em nào mà làm mà nghi ngờ thì ta lấy máy tính ta bấm lại nha. Bằng trừ 0,111. Ta đi vào ví dụ 1. Tính câu A, 0,25 cộng cho trừ 2 phần 3. 0,25 là bằng 25 phần 100. Ấm lại phần 100 là bằng 1 phần 4. Như vậy đây 0,25 mình sẽ chuyển nó về thành 1 phần 4 cộng cho trừ 2 phần 3. Mẫu chung là 12. Như vậy đây sẽ bằng 3 phần 12. Đây mình sẽ nhân cho 4 là bằng trừ 8 phần 12. 3 cộng cho trừ 8 là bằng trừ 5 phần 12. Đối với câu B,
1,2 này sẽ bằng 15 phần 100. Như vậy 3 phần 20 này trừ 3 phần 20 bằng trừ 15 phần 100. Trừ 15 phần 100 là bằng trừ 0,15. Do đó trừ 3 phần 20 trừ đi cho trừ 1,2 sẽ bằng âm 0,15 cộng cho 1,2. 1,2 sẽ bằng 1,05. Cái này mình dùng máy tính mình bấm ra. Tiếp tục ta dùng luyện tập 1. 5 phần 7 trừ cái trừ 3,9 luyện tập 1 nè câu A. 5 phần 7 trừ cho trừ 3,9. Sẽ bằng 5 phần 7. Như vậy trừ với trừ. Trừ với trừ thành cộng. 3,9 chính là 39 phần 10. Mẫu số chung là 70. Để tôi nhân cho 10 là ra 50 phần 70. Để nhân cho 7. 79 63 nhớ 6 73 mốt có 6 là 27. Năm mươi cộng 273 không cộng 3 là bằng 3. 5 cộng 7 là 12 nhớ 1 là 323 phần 70. Câu B. 3,25 cộng 4 3 phần 4 bằng 3,25 là bằng 13 phần 4. Như vậy đây là trừ 13 phần 4. Đây là 4 nhân 4 16, 16 cộng 3 19. Trừ 13 cộng 19 là bằng 6. 6 bằng 4 mình đơn giản cho 2 thì ra 3 phần 2. Rồi ta qua phần số 2. Tính chất của phép cộng các số hữu tỉ. Nêu tính chất của phép cộng các số nguyên. Như vậy tính chất giao khoán A cộng B bằng B cộng A. Tính chất kết hợp A cộng B cộng C bằng A cộng B cộng C. Cộng với số 0 A cộng 0 bằng 0 cộng A bằng A. Cộng với số đối A cộng cho trừ A bằng 0. Như vậy ta đi làm. Ví dụ 2. Tính một cách hợp lý 0,2 trừ 4 phần 7 cộng cho trừ 6 phần 5. 0,2 ta sẽ chuyển về thành 1 phần 5 bằng 2 phần 10 này bằng 1 phần 5. Cho nên trừ 0,2 trừ 4 phần 7 cộng cho trừ 6 phần 5 sẽ bằng 1 phần 5 trừ 4 phần 7 cộng trừ 6 phần 5. 1 phần 5 ta kết hợp với trừ 6 phần 5. 1 trừ 6 là bằng nào? Trừ 5. Trừ 5 chia 5 là được trừ 1. Như vậy bằng trừ 4 phần 7 trừ 1.
4 phần 7 trừ 4 phần 7 chuyển về thành trừ 7 phần 7 là bằng trừ 11 phần 7. Ta đi vào hoạt động 2. Tính một cách hợp lý. Hoạt động 2 tính một cách hợp lý. Câu A. Trừ 0,4 cộng 3 phần 8 sẽ bằng, ta kết hợp trừ 0,4 cộng cho trừ 0,6 cộng cho 3 phần 8 trừ 0,4 trừ 0,6 là bằng trừ 1. Trừ 1 sẽ bằng trừ 8 phần 8. Trừ 8 cộng 3 là bằng trừ 5 phần 8. Đọc sang câu B. Bốn phần năm trừ 1,8 cộng 0,375 cộng 5 phần 8 4 phần 5 là bằng 0,8 40 chia 5 phần 8 bằng 0,8 trừ cho 1,8 cộng cho 0,375 5 phần 8 là bằng 0,625. 0,8 mà trừ đi 1,8 là bằng trừ 1. 0,375 cộng 0,625 là bằng 1. Trừ 1 cộng 1 là bằng 0. Hai số đối nhau cộng lại bằng 0. Tiếp tục. Ta sang quy tắc chuyển vế. Tìm số nguyên x biết x cộng 5 bằng âm 3. Như vậy đây mình sẽ có muốn tìm số hạng, ta lấy tổng trừ cho số hạng kia, trừ cho 5 x mình trừ 3 trừ 5 là bằng trừ 8. Trong tập hợp các số nguyên, nêu quy tắc tìm một số hạng của tổng hai số khi biết tổng và số hạng còn lại. Thì muốn tìm một số hạng của tổng hai số khi biết tổng và số hạng còn lại, ta lấy tổng trừ số hạng kia. Ta có quy tắc chuyển vế đối với số hữu tỉ như sau. Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó. Ví dụ x cộng y bằng z thì x sẽ bằng z trừ y. Khi cái cộng x y này ta chuyển qua bên này thì nó xuất hiện là trừ y. Trừ y ta chuyển qua bên này thì nó thành cộng y.
Ví dụ 3. Tìm x biết x cộng 13 phần 6 bằng trừ 2,4. Câu B, trừ 2 phần 5 cộng trừ x bằng trừ 0,75. Ta xem lời giải. Câu A, x cộng 13 phần 6 bằng trừ 2,4. X sẽ bằng trừ 2,4 trừ cho 13 phần 6. Chuyển vế đổi dấu. X sẽ bằng trừ 24 phần 10 trừ 13 phần 6. Mẫu số chung là 30. Đây nhân 3 là ra 72. X sẽ bằng trừ 72 phần 30. Đây nhân cho 5 là bằng trừ 65 phần 30. Trừ 72 trừ 65 là trừ 137 phần 30. Câu B, trừ 2 phần 5 trừ x bằng trừ 0,75. Ta chuyển con số trừ x này qua bên này thành cộng x. Và chuyển cái số trừ 0,75 qua bên đây thành cộng 0,75. Như vậy trừ 2 phần 5 cộng 0,75 bằng x. Viết ngược trở lại, x sẽ bằng trừ 2 phần 5 cộng 0,75. X sẽ bằng trừ 2 phần 5 là bằng trừ 0,4. Trừ 0,4 cộng 0,75 là x sẽ bằng 0,35. Ta đi phần luyện tập vận dụng 3. Tìm x biết x trừ cho trừ 7 phần 9 bằng trừ 5 phần 6. Câu A, như vậy ý trừ với trừ thành cộng. Chuyển trừ 7 phần 9 qua bên này là thành trừ 7 phần 9. Mẫu số chung là 18. Đây nhân cho 3 là trừ 15 bằng 18. Đây nhân cho 2 là 14 phần 18. Trừ 15 trừ 14 là bằng trừ 29 bằng 18. Ta sang câu B. Mười lăm phần bốn, mười lăm phần trừ âm bốn trừ x bằng 0,3. Vậy ta chuyển con số trừ x này qua bên này không phẩy ba này chuyển qua về đây là trừ 0,3. Viết ngược trở lại, x sẽ bằng 15 phần trừ 4 sẽ bằng trừ 3,75. Và x sẽ bằng trừ 6,75. Qua phần tiếp theo.
Nhân chia hai số hữu tỉ. Một quy tắc nhân chia hai số hữu tỉ. Hoạt động 4, thực hiện các phép tính sau. 1 phần 8. Nhân 3 phần 5. Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử nhân tử. Mẫu nhân mẫu. Bằng 3 phần 40. Câu B. Trừ 6 phần 7 chia cho trừ 5 phần 3. Trừ 6 phần 7 chia cho trừ 5 phần 3 bằng trừ 6 phần 7 nhân đảo ngược nhân cho trừ 3 phần 5 bằng trừ 6 nhân cho trừ 3 chia cho 7 nhân 5. Phải bằng. Sẽ bằng trừ 6 nhân trừ 3 là bằng 18. Bằng 35. Câu C. 0,6 nhân cho trừ 0,15 sẽ bằng 6 sẽ bằng 0,6 cho bằng 6 phần 10 nhân cho trừ 15 phần 100 bằng trừ 90 phần 1.000 bằng trừ 9 phần 100. Ví dụ 4. Không phẩy 311 nhân cho trừ 1 phần 5. Trừ 1 phần 5 là bằng trừ 0,2. Cho nên người ta có thể chuyển về thành số thập phân. 0,311 nhân trừ 1 phần 5 sẽ bằng 0,311 nhân với trừ 0,2 bằng trừ 0,0666. Câu B. Trừ 0,05 bằng trừ 0,5 chia 100 là bằng trừ 1 phần 4. Chuyển số này về trừ 1 phần 4. 14 phần 3 chia cho trừ 0,05 là bằng 14 phần 3 chia cho trừ 1 phần 4. Chia cho phân số ta nhân đảo ngược bằng 14 phần 3 nhân cho 4 phần trừ 1 bằng 56 phần trừ 3 bằng trừ 56 phần 3. Như vậy bài học chúng ta học tới đây các em. Và bài sau, bài rất là dài. Cho nên hôm sau còn lại một ít chúng ta sẽ học tiếp và chúng ta sẽ làm bài tập. Như vậy các em học sinh lớp 7 thông minh. Bài học cộng trừ nhân chia số hữu tỉ trong sách toán cánh diều. Chương trình lớp 7 đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt các em.